Chào mừng các bạn đến với những câu chuyện liên quan đến sự tích Tết tại Việt Nam. Chuyên mục viết thư pháp và kể chuyện. Sự tích Táo Quân. Táo Quân trong tín ngưỡng dân gian Việt Nam có nguồn gốc từ ba vị thần Thổ Công, Thổ Địa, Thổ Kỳ của lão giáo Trung Quốc, nhưng được Việt hóa thành hai quyền tích, hai ông một bà, vị thần đất, vị thần nhà, vị thần bếp núc. Tuy vậy, người dân vẫn quen gọi chung là Táo Quân hoặc ông Táo. Bếp là bản nguyên của nhà khi người nguyên thủy có lửa và đều dựa trên nền móng là đất. Ở Việt Nam, sự tích Táo Quân được truyền khẩu và ghi chép, do đó có những sự khác nhau về tình tiết. Nội dung chính được tóm tắt như sau. Trọng Cao có vợ là Thủy Nhi, ăn ở với nhau đã lâu mà không có con nên sinh ra buồn phiền hay cãi cọ nhau. Một hôm Trọng Cao giận quá đánh vợ. Thủy Nhi bỏ nhà ra đi, sau đó gặp được và bằng lòng làm vợ Phạm Lan. Khi Trọng Cao hết giận, nghĩ mình lại có lỗi nên đi tìm vợ. Khi đi tìm, vì tiền bạc mang theo đều tiêu hết nên Trọng Cao đành phải đi ăn xin. Khi Trọng Cao đi ăn xin nhà Thủy Nhi thì hai bên nhận ra nhau. Thủy Nhi rước Trọng Cao vào nhà, hai người kể chuyện và Thủy Nhi tỏ lòng ân hận vì đã chót lấy Phạm Lan làm chồng. Phạm Lan trở về nhà sợ chồng bắt gặp Trọng Cao nơi đây khó giải thích nên Thủy Nhi bảo Trọng Cao ẩn trong đống gom ngoài giường. Phạm Lan trở về nhà liền ra đốt đống gom để lấy cho bó ngựa. Trọng Cao không dám chui ra nên bị chết thiêu. Thủy Nhi trong nhà chạy ra thấy Trọng Cao chết bởi sự sắp đặt của mình nên nhào vào đống gom đang cháy để chết theo. Phạm Lan thấy tình cảnh quá bất ngờ, thấy vợ chết không biết tính sao liền nhảy vào đống gom đang cháy để chết theo vợ. Linh hồn của ba vị được đưa lên Thượng Đế. Thượng Đế thấy ba người đều có nghĩa nên sắc phong cho làm Táo Quân, gọi chung là Đinh Phúc Táo Quân, nhưng mỗi người giữ một việc. Phạm Lan làm thổ công trong coi việc bếp núc, danh hiệu là Đông Trù Tư Mệnh Táo Phủ Thần Quân. Trọng Cao làm thổ địa trong coi việc nhà cửa, danh hiệu là Thổ Địa Long Mạch Tôn Thần. Cuối cùng là Thị Nhi làm thổ kỳ trong coi việc chợ búa, danh hiệu là Ngũ Phương Ngũ Thổ Phúc Đức Chánh Thần. Cứ đến Tết ông Công ông Táo vào ngày 23 tháng Chạp, ba vị thần Táo sẽ lên trời báo cáo Ngọc Hoàng Thượng Đế về những điều tai mắt ở trần gian, những việc làm tốt làm xấu của các thành viên trong gia đình trong một năm một cách trung thực, khách quan nhất. Tất cả việc chúng ta làm, ba vị thần này đều biết nha các bạn, khỏi cần phải che đậy. Do đó có câu là việc chúng ta làm chỉ có ta biết, trời biết và đất biết. Do Táo báo hết các bạn ơi. Theo quan niệm của người Việt, không chỉ cai vãn việc trong gia đình, các vị Táo còn ngăn cản sự xâm phạm của ma quỷ vào thổ cư, giữ bình yên cho mọi nhà. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, Táo Quân lại cử cá chép báo rồng lên thiên đình báo cáo tất cả việc làm tốt và chưa tốt của con người trong một năm để thiên đình định công đoạt tội, thưởng phạt văn minh cho tất cả loài người. Đến đêm giao thừa, Táo Quân mới trả lời trần gian để tiếp tục công việc trông coi bếp lửa gia đình. Ngày ông Công ông Táo đã đi vào tiềm thức của người Việt. Vào ngày này, người dân làm mâm cơm để bày tỏ lòng biết ơn với các vị thần, đồng thời đây cũng là dịp để người người nhà nhà trở về sum họp, quây quần sau một năm làm ăn vất vả. Trong mâm cúng, người Việt thường chuẩn bị thêm cá chép khoảng 2 hoặc 3 con thả trong chậu nước, cúng cùng các đồ lễ khác. Sau khi cúng xong, người dân sẽ đem phóng sinh ở sông, ao, hồ với ý nghĩa đưa ông Táo về trời. Bên cạnh đó, tục lệ phóng sinh cũng thể hiện sự nhân ái, từ bi của người Việt. Không chỉ ở Việt Nam mà ông Táo còn được các quốc gia khác thờ phụng như là Đài Loan, Trung Quốc, Singapore. Tất cả những quốc gia này vào ngày 23 tháng Chạp đều bắt đầu cúng tiễn đưa ông Táo về trời, tương tự như tại Việt Nam. Kể cả phương tiện đi lại của ông Táo, mỗi một nền văn hóa đều có câu chuyện khác nhau. Tại Việt Nam có phương tiện dân gian cho rằng cá chép vàng là loài cá tiên xua sống trên thiên đình, là loài cá vượt vũ môn nên ông Táo mới cởi cá chép. Vì vi phạm lỗi nên xuống trần gian, mỗi dịp 23 tháng Chạp ông Táo dùng để cưỡi về trời. Nhưng cũng có một số vùng miền tại Việt Nam hoặc ngay cả Trung Quốc, Đài Loan là cho rằng ông Táo về trời bằng ngựa, nên vào ngày này họ sẽ cúng ngựa giấy. Qua nghiên cứu về lịch trình về trời của ba vị thần này, có thể thấy được tối ngày 23 tháng Chạp, tức là ngày 23 tháng 12 âm lịch, ông Táo đã về trời tàu Ngọc Hoàng bằng chiếc xe Lamborghini thương hiệu cá chép vàng của mình, đến giao thừa mới trở về trần gian. Đây là khoảng thời gian vô cùng thoải mái, trong khoảng 7 ngày, nhà nhà mọi người không còn sự giám sát của Táo Quân. Chúng ta có thể vô tư muốn làm gì cũng được các bạn nhé. Tuy vậy không khuyến khích các bạn làm những việc xấu. Đâu đó nhỡ biết là ông Táo còn có tai mắt của mình thì sao? Vì họ là thằng mà. Nhưng mà trước khi làm việc xấu, các bạn để Táo Quân biết được và tâu với Ngọc Hoàng thì công an địa phương đã tới nơi rồi. Mình vừa chia sẻ với các bạn về sự tích Táo Quân, sự tích hai ông một bà. Các bạn nhớ đưa ông Táo về trời vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm nhé. Không sớm cũng không muộn. Hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo về Tết Việt Nam và những sự tích liên quan đến Tết. Mùa xuân là tiếng hát em bên anh, mùa xuân là những ước mơ ngày dài, mùa xuân nồng thắm má em hoa đào, mùa xuân là ánh mắt em vừa trao, tình yêu vừa chấm với em tổng thể, lời yêu người nói với.
tôi cần say mê. Cầm tay cùng bước dáng em yêu kiều, bờ môi hàm tiêu hé nở chỉ khuôn đầu đầu tiên. Năm nay Tết khó khăn bộn bề, liệu mọi người có phép? Một xuân mọi năm sao đông đúc không như năm nay, người thân đâu không thấy không sao Tết này hay. Đừng để ai phải thấy bờ môi hàm tiêu hé nở chỉ khuôn đầu.